Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 6, chương 51, âm binh mượn đường 1. Thảm kịch Tử Đảo lên bờ tôi không thể ngăn cản được. Đừng nói là tôi, đến những người có bản lĩnh như thần bà cũng trốn đi xa từng nào thì hay từng đó. Vậy thì tôi làm được gì nữa? Trước khi oán khí của Tử Đảo được phát tiết ra hết, dù cho người của phủ thiên sư đến cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi. Tử Đảo lên bờ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi oán khí của Vương Phương đã tiêu tán hết, cuối cùng cô cũng bị Trần Quán Chủ dùng kiếm pháp sư chư sắc tại Tam Thanh Điện của Huệ Tể Quán. Còn về việc tại sao Vương Phương lại chết trong Tam Thanh Điện, sư mẫu tôi giải thích rằng mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Người đó đưa cho Vương Phương một ngụm nước sông Hoàng Tuyền, ngoại trừ mục đích kéo phủ âm ti xuống nước, còn muốn đem cả phủ thiên sư bày ra phía đối lập của phủ âm ti. Vốn dĩ âm ti chính là nghi ngờ vị đạo sĩ hành tẩu thiên hạ năm xưa tại phủ thiên sư đã trộm đi một nhánh sông Hoàng Tuyền. Mà Vương Phương lại chết trong Tam Thanh Điện, đây cũng là lý do để can thiệp dành cho âm ti và phủ thiên sư. Cho nên sau khi Vương Phương báo thù xong, không chỉ không nghĩ cách trốn đi sự truy sát của đạo sĩ, mà còn chủ động dâng đến tận cửa để tìm đường chết. Nếu chỉ là chết đi một cá thể, Miếu Thành Hoàng sẽ cho âm sai đến để câu hồn. Nhưng lần này lại là Tử Đảo lên bờ, người chết quá nhiều, âm ti nhất định phải điều động âm binh hành sự rồi. Âm binh mượn đường thường xuất hiện sau một trận tai họa hoặc là những trường hợp chết rất nhiều người. Loại âm binh này chính là chỉ quỷ sai quỷ tướng đến từ âm phủ để câu hồn. Rất nhiều trận tai họa sau khi xảy ra sẽ tử vong vô số, biết bao nhiêu oan hồn sẽ tụ lại một chỗ không nỡ rời đi. Lúc này địa phủ sẽ phái quỷ sai quân đến để câu hồn gom hết về một lần. Thật ra từ xưa đến nay, có những nơi phát sinh ra ôn dịch, sau khi chết vô số người đều sẽ có cơ hội thấy được âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Âm binh mượn đường cũng có rất nhiều truyền thuyết ở trên mạng, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là sự kiện cung nữ xuất hành tại Cố Cung, còn lại chính là trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn. Nghe nói trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Đường Sơn đã có người chính mắt nhìn thấy âm binh mượn đường, đó là một đoàn người áo đen. Tiếng xe ngựa ầm ầm, mỗi chiếc xe đều có một chiếc đèn dầu màu xanh treo trên đầu xe, bên trong đựng đầy ắp toàn là đầu người. Lần này Vương Phương hại chết nhiều người đến thế, Thành Hoàng bản địa cũng không có cách nào thu xếp thỏa đáng cho đám oan hồn đó, đương nhiên sẽ mời âm ti xin điều động âm binh thu dọn rồi. Âm binh vì câu hồn mà đến, nhưng nếu tiện tay đem luôn tôi xuống dưới thì đó là một chuyện rất dễ dàng, cho nên tình huống của tôi hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Trước đó sư mẫu tôi từng nói bà có cách nhưng không làm được gì, bảo tôi phải đợi Bạch Lão Quỷ về đã, nhưng mà hiện tại đừng nói khi nào Bạch Lão Quỷ quay về, đến cả điện thoại cũng chả gọi được nữa là. Lão Bạch từng nói điện thoại lão sẽ mở suốt 24 giờ. Vậy mà bây giờ đột nhiên không liên lạc được, chả biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhịn không được lại mò đến tiệm hàng mã của sư mẫu. Điện thoại của lão Bạch gọi không được sao? Không thể nào, theo lý chuyện xảy ra tại đây lão ta cũng đã nghe ngóng rồi chứ nhỉ? Có khi nào chú Bạch xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi lo lắng hỏi. Dễ gì? Người có thể động đến lão tại nhân gian đếm trên đầu ngón tay ý, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc động thủ với lão đâu. Điện thoại mà gọi không được chỉ có thể nói lên một điều. Điều gì cơ? Là bây giờ lão ta không có mặt ở nhân gian. Nghe vi diệu vờ lờ, không ở nhân gian thì có thể đi đâu được chứ? Không lẽ lão ta còn có bản lĩnh tẩu âm sao? Hay là đến âm thành không chừng? Bây giờ lão ta có đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao để giữ mạng của cậu qua đêm nay đây. Sư mẫu nói âm binh sẽ không xuất hiện vào ban ngày, cũng sẽ không xuất hiện lâu tại nhân gian. Âm ti nếu như vì chuyện Diêm Vương Điểm Mão mà động đến tôi, thì đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Trước mặt âm binh, không có cái gì gọi là kiêng dè thiên đạo đâu, bọn chúng không giống như Tuần Dương phán quan cấm kỵ đủ điều. Tự cổ có câu học giả đụng phải lính, không thể lý luận với một người vô lý. Nếu như Diêm Vương đã điểm mão tôi, đối với âm binh mà nói dẫn tôi xuống dưới chính là lập công lớn còn gì. Bạch Lão Quỷ vì cậu mà đi bịp viên giao nhân lệ của người ta là muốn hại chết cậu hay sao đây mà?
Hoàng Hà nương nương chưa xuất quan, lão ta lại không có mặt, muốn giữ mạng của cậu, chắc cái tiệm hàng mã này của tôi tán ra bại sản mất. Sư mẫu nói, muốn cứu mạng tôi từ tay của âm binh chỉ còn một cách, mời quỷ quái xuất chiến, quỷ quái chiến âm binh. Sân sau tiệm hàng mã có hầm kho hai tầng, phía trên chỉ chứa các loại hàng mã thông thường để làm đám tang, còn tầng dưới lại chất đầy từng hàng quỷ quái. Dùng giấy đủ màu sắc để làm ra các loại quỷ quái, có quỷ không đầu, ma chành, ma treo cổ, ma chết đuối, ma lạc đầu, quỷ máu me nhầy nhụa, bà lão xà cốt, chim chín đầu này nọ các kiểu luôn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 52, Âm Binh Mượn Đường 2. Tôi hay khoác lác rằng mình gan dạ, nhưng một lúc xuất hiện nhiều tạo hình kinh khủng vậy, hình dáng còn y như thật nữa chứ, có gan dạ cỡ nào cũng sẽ bất chợt thấy rùng rợn đó có được không? Dưới hầm vốn đã lạnh lẽo, còn khiếm khuyết ánh sáng, đôi mắt của con ma chảnh như đang phát sáng vậy trời, không biết sư mẫu tôi đã dùng vật liệu gì để tạo hình đôi mắt nó nữa. Còn con chim chín đầu ở đằng kia, nó còn có tên là cô hoạch điểu, có tận chín đầu mười cổ, cái cổ không đầu đang rỉ máu, máu tươi đỏ chót giống như đang chảy ra thật vậy, nhìn đến tôi sợn. Hết gái ốc, trong mấy con quỷ quái bằng giấy này, thứ duy nhất tôi có thể chấp nhận chính là bà lão xà cốt, tướng mạo của bà tương đối chỉnh chu, rất diễm lệ. Nhưng hai tay của bà đang bị hai con rắn to quấn lấy, tuy bản thể được làm từ giấy, nhưng hai con rắn nhìn sinh động như thật vậy má ơi. Sư mẫu à, đây đều là của bà làm ra sao? Đúng vậy, tinh lực cả đời tôi đều hao phí lên người của bọn nó hết đấy. Vốn tôi tính sinh thời có thể làm ra bách quỷ dạ hành, mà bây giờ gặp phải chuyện của cậu, e là 36 con quỷ quái này không giữ được nữa quá. Sư mẫu tôi trả lời, tại sao bà phải làm quỷ quái bằng giấy vậy? Tôi lại hỏi. Quán khí ở đàm Cửu Long mấy năm này cứ không ngừng tràn ra ngoài, người dân bản địa ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta làm đám quỷ quái này không phải để hại người, mà vì ta muốn bọn nó hấp thụ đống oán khí đó. Ra là thế, lời của sư mẫu khiến tôi cảm thấy kính nể, trong lòng cũng không còn hoang mang như lúc nãy nữa. Đám quỷ quái này nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng nếu như không có chúng nó hấp thụ oán khí, thì người chịu khổ chính là người dân nơi này thôi. Sư mẫu nói, đám quỷ quái này đều được làm từ giấy, bản thân nó không có linh hồn, thì không thể chiến đấu với âm binh được, muốn sai khiến được bọn nó, cần phải độ một hơi của người sống. Quỷ quái nhận được hơi người sống thì sẽ phát sinh ra linh thức, chỉ cần tôi bị uy hiếp đến sinh mạng, bọn chúng sẽ tự động nhảy ra bảo vệ chủ nhân của mình. Tôi liền làm theo lời của sư mẫu ngay lúc đó, thổi một hơi vào đám quỷ quái, nhưng sau khi thổi xong đám quỷ quái vẫn không có động tĩnh gì cả. Mà toàn thân thôi giống như bị thứ gì đó rút cạn sức lực, tinh thần rã rời, tay chân bùn rùn. Đối với chuyện này, sư mẫu tôi giải thích, tuy rằng tôi chỉ thổi một hơi thôi, nhưng cái mà bọn nó hấp thụ chính là tinh khí của tôi. Đổ khí cho đám quỷ quái đó xong, sư mẫu tôi vội dẫn tôi đi ra khỏi nhà kho. Sư mẫu, còn phải chuẩn bị thêm gì nữa không? Không cần làm gì thêm nữa, đợi đấy là được. Chỗ dựa lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là đám quỷ quái đó. Nếu như bọn chúng không bảo vệ được cậu thì tôi có làm thêm nữa cũng vô dụng thôi. Tiếp theo đó, tôi và sư mẫu vẫn ở yên trong nhà chờ đợi. Tôi hỏi sư mẫu, tại sao bà lại giúp tôi đối phó với âm binh, bộ không sợ vì thế mà rước họa vào thân, đắc tội với âm ti sao? Tôi và cậu không giống nhau, tôi có công đức trong mình. Nghĩ lại cũng đúng, bao nhiêu năm nay sư mẫu không biết đã hóa giải bao nhiêu là oán khí tại đàm Cửu Long, cứu được biết bao nhiêu người. Âm binh muốn bắt tôi còn có phận sự Diêm Vương Điểm Mão, nếu như động đến bà thì chính là tùy ý làm càn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt trời đã chuyển màu. Qua giờ tí không lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền đến. Leng keng, lộc cộc. Lúc đó tôi cùng với sư mẫu đang ngồi trong tiệm, cửa đóng kín mít. Sau khi nghe được tiếng vó ngựa, tôi như dựng hết tóc gáy, vội vàng nhìn qua khe cửa sổ. Chỉ thấy một ngọn đèn màu xanh đang lượn lờ tiến gần, còn có người đang cưỡi ngựa đi đến từ xa.
Càng đi càng gần, tôi nhìn thấy bọn họ ai nấy đều mặc đồ đen nón đen, trước ngực có thêu một chữ BINH trắng toát. Những cái nón đó chính là nón chóp có che vải, phủ xuống rất thấp, không nhìn thấy mắt luôn, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng như giấy, đôi môi màu đen nhìn khiếp thật. Trên eo mỗi người đều có một cây đao xích dài, sợi xích được quấn quanh eo, trên thân đao còn nhễu xuống từng giọt máu. Phía dưới đầu ngựa treo cái bao bố, bên trong nhô ra nhiều khối tròn, không biết chứa gì mà máu ứa ra không ngừng. Tuy vẻ ngoài của âm binh không khác với người thường cho lắm, nhưng khi tôi nhìn thấy họ, tôi thấy họ còn khủng khiếp hơn con quỷ máu me nhầy nhụa vừa nãy nữa á. Truyền thuyết bảo rằng nếu ai đụng phải âm binh thì sống không quá 3 ngày, mà bây giờ bọn chúng đến đây là vì tôi đó. Sư mẫu, đám người đó là âm binh sao? Giọng nói tôi bắt đầu run như cầy sấy. Xem ra bọn chúng đã giải quyết xong những oan hồn ở thôn Tiểu Vương với Bạch Sa Khẩu rồi. Bây giờ là cố tình đến đây để dắt luôn cậu đi đấy. Trong bao bố đó đựng gì vậy? Những người bị Vương Phương hại đa số đều chết đột ngột. Trong bao bố chính là đầu của những người đó. Rất nhanh âm binh đã đến ngay cửa nhà. Không lâu sau liền nghe được tiếng gõ cửa. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 53 Sóng Gió Diệt Quái 1. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, khuôn mặt phẫn nộ của sư mẫu tôi càng lúc càng rõ ràng, nhìn dáng vẻ của bà giống như muốn xông ra đó ngay lập tức vậy. Sư mẫu tôi nói, nếu như ngày thường đừng nói là âm binh, cho dù là quỷ tướng đến bà ấy cũng dám mở cửa tiếp khách chứ chẳng sợ gì. Nhưng hôm nay lại khác, nếu như bà mở cửa thì đồng nghĩa với việc đồng ý cho âm binh vào nhà. Lỡ như xảy ra thương vong, âm ty có thể truy cứu trách nhiệm. Giả dụ như giờ bà không mở cửa, âm binh xông vào thì tức là tự ý vào nhà dân, có sống chết thì cũng không liên quan đến bà. Tiếng gõ cửa duy trì được một lúc, tôi liền nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói khàn đặc, âm binh mượn đường, thất lễ xin bỏ qua. Vừa dứt lời, liền có một tiếng vang rất lớn, cửa tiệm của sư mẫu bị ai đó đạp ra, theo sau đó chính là đoàn âm binh lần lượt bước vào trong sân. Nhìn thấy âm binh đến ngựa cũng không xuống, sư mẫu tôi giận muốn bốc khói. Nhưng vì ban đầu đã không mở cửa thì bây giờ cũng không nói được gì hơn, chỉ đành giả vờ câm điếc đến cùng thôi. Tạ Lan ở đâu? Mau đến lĩnh tử. Tên thủ lĩnh lớn tiếng cất lời. Hắn vừa nói một câu thôi, đầu óc tôi như bị ai đó đập trúng vậy, mơ mơ màng màng muốn bước ra cửa. Vừa đi được 2 bước thì bị sư mẫu tôi kéo lại nói, đừng ra ngoài. Hắn đây là đang câu hồn của cậu đó thằng đần này. Trong dân gian có nhiều lời đồn thổi về việc câu hồn, nói là lúc đám quỷ sai này câu hồn rất thích mô phỏng giọng nói của người thân rồi đứng ở ngoài gọi tên họ. Bởi vì dương trạch của người sống thường được thần minh bảo hộ, có nhiều nhà còn thờ phụng thần Phật Quan Âm, quỷ sai không đi vào nhà được, chỉ có thể gọi người đi ra mà thôi. Chỉ cần người đó bước từ trong nhà ra, thì họ sẽ dùng xích sắt xiết cổ rồi đưa hồn phách rời đi. Tạ Lan ở đâu? Mau đến lĩnh tử. Tạ Lan ở đâu? Mau đến lĩnh tử. Rồi hắn gọi thêm 2 lần, 3 lần, nhưng vẫn không thấy tôi xuất hiện. Người đó lại lớn tiếng giận dữ nói, Diêm Vương muốn người chết canh 3, kẻ nào dám sống đến canh 5, vào trong bắt người. Người đó vừa đưa tay, lập tức có 2 tên âm binh xuống ngựa, rút 2 cây đao xích từ bên hông xông thẳng vào tiệm. Ngay lúc này, một luồng gió lạnh thấu xương đột nhiên nổi dậy. Làn gió xào xạc ùa đến, chẳng mấy chốc ngoài sân bị thổi đầy cát bụi, hàng mã trong nhà cũng bị thổi đến nát bấy tanh bành. Từng luồng khí đen từ 4 phương 8 hướng ùa vào trong sân nhà. Âm binh cảm thấy có gì đó không ổn, ngoại trừ thủ lĩnh, những âm binh còn lại nhanh chóng xuống ngựa để xếp thành sát trận. Mà 2 âm binh đi trước, bởi vì khoảng cách quá xa, chưa kịp quay đầu thì đã bị vô số luồng khí đen cuốn vào trong. Đợi khi luồng khí đen đó biến mất, rồi nhìn lại 2 âm binh, tuy vẫn còn giữ tư thế đưa tay cầm đao, nhưng cái đầu đã mất tiêu đâu rồi. Hiện hình đầu tiên chính là quỷ không đầu. Trong số quỷ quái bằng giấy mà sư mẫu làm thì chiến lực của hắn ta mạnh nhất. Loài quỷ này chính là sát thần kiểu sống làm nhân kiệt chết làm quỷ tướng ấy.
thường là binh sĩ hoặc trọng phạm, sau khi chiến bại bị bắt rồi bị chặt mất đầu luôn. Sau khi quỷ không đầu xuất hiện, các quỷ quái còn lại cũng lần lượt theo đó mà hiện hình. Con ma lạc đầu bắt đầu kéo cổ mình dài ra, bà lão xà cốt cũng đưa hai con thanh xà ở hai bên tay. Ma chành bắt đầu phình to người nó, ma treo cổ thì thẻ cái lưỡi toàn là máu, chim chín đầu thì loay hoay bay lượn trên không. Mặc dù biết đám quỷ quái này chính là chiến hữu, nhưng trong lòng tôi cũng hoang mang tột độ. Yêu ma quỷ quái, vậy mà dám hiện hình trước mặt âm binh, giết không tha. Nói xong tên thủ lĩnh rút cây đao xích dài, chém một phát về hướng con chim chín đầu, chỉ thấy một vệt sáng xẹt ngang, liền có một cái đầu của con chim rớt xuống đất. Ánh sáng của đao chém chín nhát, chim chín đầu từ không trung biến thành khói đen, sau đó trở thành đống giấy vụn phất phơ rơi xuống từng mảnh. Quỷ quái hiện thân, âm binh bố trận. Hai bên mạnh ai nấy phát huy điểm mạnh, quỷ quái giết chết hai tên âm binh chém gục chim chín đầu. Số lượng chiến binh của hai bên đều tương đương nhau, thế là trong sân liền bắt đầu một trận chiến chém giết hỗn loạn. Sát khí đằng đằng kéo dài miên man cả trận chiến, tôi chỉ xem một chút là cảm thấy nhức mắt vô cùng, nước mắt cũng không kìm được, mà rơi xuống. Tôi vội vàng rời tầm mắt không dám xem nhiều quá, mà sư mẫu tôi thì không si nhê gì, đưa mắt nhìn chằm chằm trận hỗn chiến trong sân, không bị ảnh hưởng chút nào cả. Sư mẫu à! Đám quỷ quái này có thể ngăn được âm binh thật không vậy? Tôi sốt ruột hỏi. Hai bên đều ngang ngửa nhau, xem tình huống hiện giờ, trận chiến này e là sẽ đánh đến trời sáng. Nếu thật sự có thể kéo đến lúc đó, thì cậu sẽ không sao nữa, gà trống vừa gáy trời sẽ sáng, âm binh chỉ có thể rút lui thôi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 54, Sóng Gió Diệt Quái 2. Trận ẩu đả lại tiếp tục được một lúc, nghe sư mẫu tôi nói tên thủ lĩnh đó cũng lợi hại lắm, trước là chém chết chim chín đầu, sau lại xử lý ma lạc đầu luôn. Ngoại hình của ma lạc đầu cũng giống như người bình thường vậy. Chỉ khi đến đêm mới kéo dài cổ ra thôi. Mỗi lần kéo ra còn dài hơn hươu cao cổ nữa kia, những ma lạc đầu nào mà đạo hạnh cao hơn chút còn có thể tách rời phần đầu. Liên quan đến ma lạc đầu ở thời cổ đại còn có một câu chuyện dân gian, Chu Hoàn là một tỷ nữ, mỗi đêm sau khi ngủ, đầu của cô ấy sẽ tự động bay đi mất, cho đến khi trời sáng, cái đầu mới về với cơ thể của mình. Và một đêm nọ, đầu của cô tỷ nữ lại bay ra ngoài. Cô tỷ nữ cùng phòng với cô mơ màng nhìn thấy chăn của cô bị rơi xuống. Liền có lòng tốt đắp lại cho cô, nhưng vô tình đắp qua phần cổ bị mất đầu. Đến sáng hôm sau, đầu của cô ấy muốn bay về chỗ cũ, nhưng lại tìm không được cơ thể của chính mình. Thế là đầu cô rơi xuống sàn, đứt hơi mà chết. Dù sao thì ma lạc đầu mà sư mẫu làm ra cũng không phải là chân thân, đầu không thể lìa ra được. Chỉ có thể dựa vào cái cổ dài để tác chiến với âm binh, cho nên mới bị đao xích chặt đứt đầu. Còn chim chín đầu vừa hiện thân đã chết, ma lạc đầu cũng bị người ta chém một phát ngủm luôn, tiếp theo sau đó không lâu. Sư mẫu tôi nói hai con rắn của bà lão xà cốt cũng bị âm binh giết chết rồi, thê thảm nhất là con ma treo cổ. Cô ấy vốn dĩ là treo cổ tự vẫn mà, lần này lại bị âm binh dùng xích quấn lấy phần cổ, siết đến chết lần nữa. Tôi nghe sư mẫu nhắc đến từ thê thảm, lại cảm thấy đám quỷ quái này rất đáng thương. Tuy diện mạo bọn chúng có phần xấu xí, nhưng lần này lại vì bảo vệ tôi mà chết thảm như vậy. Quỷ quái thương vong nặng nề, âm binh cũng không khá hơn là bao. Quỷ không đầu chiến đến cạn kiệt sức lực, còn ma chành đó chỉ giỏi nhất mượn thế. Hắn nép vào người của quỷ mất đầu, hai người hòa làm một giết được biết bao nhiêu âm binh mà nói. Tiếng chém giết vẫn còn chưa ngừng. Tôi nấp ở phía dưới cửa sổ, nghe trong gió tiếng quỷ khóc thần hào liên miên, cảnh tượng như đang nằm mơ vậy. Từ lúc theo chân bạch lão quỷ, trước tiên phải nói đến khi bắt đầu tin vào thế giới quỷ thần, cũng đã nhiều lần nhìn thấy bao. Nhiều loại âm linh tà túy, trong số đó người đẹp nhất chính là cô vợ quỷ Lâm Thùy Họa của tôi, kinh khủng nhất chính là Tử Đảo Vương Phương, không tưởng nhất chính là xác rồng được chứng kiến tận mắt tại đàm Cửu Long đêm hôm đó.
mà bây giờ đây đám quỷ quái và âm binh đang vì tôi mà khai chiến ngay trong sân, tôi cảm thấy nhân sinh tôi như bị xé toạc ra vậy. Một bên là chuyện nhà chuyện cửa thế tục thường tình, một bên là quỷ dị thất thường chấn động kinh hãi, âm dương bất phân, thật giả nan biện. Có thể hai bên đều là thật, chỉ là bởi vì tôi vốn dĩ đang hành tẩu trên hai bờ cõi âm dương. Một tiếng sấm kéo đến khiến tôi bừng tỉnh, bên ngoài cửa sổ đang lóe lên những tia chớp thật mãnh liệt. Toang rồi, sư mẫu tôi kêu lên, làm sao thế? Tôi vội vàng hỏi bà, có người đang giở trò sau lưng. Giọng nói sư mẫu tôi vừa dứt, mưa gió bên ngoài liền kéo đến. Đám quỷ quái từ dưới hầm đều được làm bằng giấy, không thể đụng nước, mà âm binh thì lại không sao. Giờ đây, cục diện đã xoay chuyển, không cần âm binh ra tay, đám quỷ quái đó sau khi dính phải nước mưa, thân thể đều rã rời hết rồi, tất cả đều hóa thành những làn khói đen, như bầy ruồi không đầu bay tản ra tứ phía. Khói đen cũng không trụ được bao lâu, liền bị mưa gió thổi tan, toàn bộ đều tiêu tán triệt để. Đáng lý đêm nay không có mưa mới phải chứ, nếu không thì sư mẫu tôi làm sao dám thả đám quỷ quái này ra chiến với âm binh được. Tạ Lan, cậu mau chạy ra cửa sau rồi trốn đi, chạy càng xa càng tốt, đám âm binh này để đó cho tôi, bất luận như thế nào, trong lúc lão ta không có ở đây cậu phải bảo toàn tính mạng của mình. Sư mẫu tôi sốt ruột nói, chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi đêm nay là đám quỷ quái đó, bây giờ đều bị tiêu diệt hết rồi, âm binh sắp xông vào tiệm mất thôi. Tôi đi rồi thì bà phải làm sao đây? Tôi vội hỏi lại. Ngoại trừ hàng mã thì tôi không biết gì về sư mẫu tôi cả, cũng không biết bà sẽ đối phó với đám âm binh đó như thế nào. Trong lòng tôi rối mà còn lo lắng cho bà nữa. Cậu yên tâm đi, sư mẫu của cậu có công đức trong mình, bọn chúng chả làm được gì ta đâu. Huống hồ cho dù cậu ở lại cũng vô dụng, chỉ càng thêm phiền phức cho ta thôi. Nhanh lên, bây giờ lập tức chạy từ cửa sau giày đi đi. Tôi không tranh biện thêm nữa, vì tôi không biết đạo pháp cũng không có phép thần thông, ở lại đây căn bản không giúp được gì cho sư mẫu. Ngay lúc đó tôi liền chạy ra cửa sau, nhanh chân rời khỏi. Lúc này mưa gió đã tạnh, cơn mưa gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như cố tình kéo đến hỗ trợ cho đoàn âm binh vậy. Hèn gì sư mẫu tôi lại nói có người giở trò sau lưng, hồ mưa gọi gió chính là thủ đoạn của đạo môn. Chỉ là không biết người đứng sau giở trò là ai thôi. Tôi chưa chạy được bao xa, thì nghe thấy tiếng đạp cửa xông vào của đám âm binh. Phụng Lăng Nguyệt, đám người giấy của ngươi dám tập kích âm binh, tội lớn tày trời, niệm tình ngươi có công bình định oán khí. Hôm nay, ta không truy cứu chuyện này. Tạ Lan đang ở đâu? Mau giao hắn ra đây. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 55, Đạo Cô Tuyết Dương 1. Tôi nghe ngữ khí của người đó quả thật không dám làm gì sư mẫu của tôi, cho nên tôi liền chú tâm chạy trốn. Leo qua bức tường ở sân sau, tôi vẫn còn nghe được đoạn đối thoại của sư mẫu tôi cùng với người đó. Tạ Lan không chết thì vẫn còn ở trong phạm vi thiên đạo tuần hoàn, âm ti có thể giáng tai họa, giáng nhân quả, nhưng không thể trực tiếp động thủ bắt người. Đạo mệnh là nghịch thiên hành sự, lấy đâu ra thiên đạo tuần hoàn. Tiếp đó tôi lại nghe sư mẫu tôi bắt đầu tranh chấp với gã âm binh đó, có người phát hiện tôi đang chạy trốn từ cửa sau, liền vội vàng cho người đuổi theo tôi. Tiệm hàng mã nằm bên ngoài thị trấn, xung quanh đều không có một bóng người. Nhất thời tôi không biết mình nên trốn đi đâu cho phải. Nhà thì chắc chắn không về được rồi đó. Cha mẹ tôi cũng đã có tuổi rồi. Không thể để họ chịu thêm sự kinh hãi nào nữa. Huống hồ chi đây còn là âm binh mượn đường. Mỗi đêm đều là tôi lén lút trốn ra. Căn bản không dám nói chuyện âm binh muốn bắt tôi cho họ nghe. Việc tôi muốn cưới Hoàng Hà Nương Nương đã khiến họ đắn đo băn khoăn lắm rồi. Nếu như họ biết tôi còn dính líu đến âm ti, tôi sợ họ sẽ không chấp nhận nổi đâu. Nghe tiếng vó ngựa của đám âm binh càng lúc càng gần, tôi cắn răng chạy bạt mạng vào thị trấn. Bản địa hầu như nhà nào cũng nuôi chó, nửa đêm tôi chỉ cần làm ra một vài động tĩnh thì có thể dọa cho gà bay chó nhảy. Âm binh mượn đường đều phải ẩn giấu hành sự, nếu như tôi gây ra động tĩnh lớn, nói không chừng bọn chúng sẽ vì kiêng kỵ bị người khác nhìn thấy, sau đó từ bỏ truy sát tôi.
Nghe tiếng vó ngựa phía sau, tôi không dám quay đầu lại, một hơi chạy ra giữa phố của thị trấn. Trên phố là đường lát bằng đá xanh, chạy trên đất vang lên tiếng bạch bạch. Nhưng mà, cảnh tượng gà bay chó nhảy trong suy nghĩ không hề xuất hiện, nguyên cái trấn nhỏ như đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cố ý gây ra động tĩnh cũng không có ai phản ứng gì. Nhà nào nhà nấy đều đen xì, không một nơi nào thắp đèn cả. Tình huống này thật sự rất quỷ dị, khiến tôi nhịn không được mà nghĩ đến truyền thuyết dạ du thần liên quan đến miếu Thành Hoàng. Trong truyền thuyết dân gian, nhật dạ du thần trực ban tại miếu Thành Hoàng, bản thân sẽ không tham dự vào việc câu hồn, nhưng ngẫu nhiên sẽ phối hợp công việc của quỷ sai và âm binh mượn đường để che mắt nhân gian. Không lẽ lần này âm binh mượn đường, miếu Thành Hoàng cũng có phần tham dự, còn mời luôn cả dạ du thần sao? Dạ du thần có thể khiến tất cả sinh linh đang ngủ chìm sâu vào giấc mộng, không đến trời sáng thì họ sẽ không tỉnh dậy đâu. Trước mắt dù cho tôi có lăn lộn đến cỡ nào, cũng sẽ không có một chút hồi âm gì. Tám phần chính là dạ du thần đang giở trò rồi còn chi nữa. Nghĩ đến đây, tôi tự biết bản thân đã đi sai ván cờ, chỉ đành căng ra đầu chạy về phía trước. Nhưng tôi chỉ có hai chân, làm sao chạy nhanh hơn ngựa chiến của âm binh được chứ? Tiếng vó ngựa đã gần lắm rồi. Càng nghe càng rõ mới chết, sau lưng tôi bắt đầu cảm nhận được sát ý của âm binh ùa đến. Lần này âm binh kéo đến không ít người, mặc dù có một số đã bị hạ gục ở tiệm hàng mã của sư mẫu, nhưng giờ đây đuổi theo thôi cũng phải hơn chục người lận. Thật ra đừng nói là mười mấy người, cho dù chỉ một người thì tôi cũng chỉ có thể đợi chết mà thôi. Đi theo bạch lão quỷ lâu vậy rồi, lão hay kể đông kể tây, nghe cũng không ít câu chuyện vậy mà bản lĩnh lại không học được tẹo nào cả. Tôi có thể dựa vào sức lực của bản thân liều mạng với Tạ Quảng Tài, nhưng lại không dám đối chọi với âm binh. Loại quỷ quái khủng khiếp như chim chín đầu cũng bị xử lý sạch sẽ đến thế, Tạ Lan tôi há chẳng phải còn chết nhanh hơn nó nữa sao? Thật sự khi tôi chạy đến cỡ này thì bao nhiêu sức lực trong người tôi gần như đã cạn kiệt, bây giờ giữa tôi và đám âm binh đó chỉ còn cách một khoảng ngắn thôi. Tạ Lan, mau lĩnh tử! Lúc này tôi chỉ nghe được tiếng hét của tên thủ lĩnh. Nghe được tiếng hét đó, da đầu tôi căng đến sắp nổ tung luôn rồi. Trong đám âm binh đó, hắn ta là dữ tợn nhất, chính hắn đã chém đứt chim chín đầu để thị uy. Xem ra hôm nay tôi chết chắc rồi, không qua khỏi kiếp này nữa. Nhưng chỉ cần cái đầu vẫn còn trên cổ tôi thì tôi sẽ không buông xuôi sự sống, tôi sẽ tiếp tục cắn răng mà chạy. Con phố này ở hướng Nam Bắc, còn tôi thì chạy đến từ phía Nam, lúc này tôi đã sắp chạy đến cuối phố rồi. Cuối con phố dài là một cổng tam quan được chạm khắc bằng đá xanh, khi ấy ở giữa cổng có một người đang đứng đó. Trên người mặc đạo bào màu xanh biển, trong tay cầm kiếm pháp sư, ấy vậy mà là một đạo cô trẻ tuổi, chỉ là đêm hôm khuya khoắt nhìn không rõ diện mạo như thế nào. Đừng sợ, cậu cứ đứng ở đằng sau tôi, để tôi đuổi bọn chúng cho. Vị đạo cô đó nhìn tôi mỉm cười rồi nói, tuy tôi rất muốn biết vị đạo cô này là ai, nhưng nhiều hơn chính là sự cảm kích và kinh ngạc, có người cứu tôi, còn hơn là bị đám âm binh đó đuổi rồi quần cho chết. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 56, Đạo Cô Tuyết Dương 2. Lúc đó tôi trốn ra phía sau đạo cô, thì nhìn thấy cô ta đứng cầm kiếm, đối mặt với đám âm binh đầy sát khí. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ khi nào mà người của âm ti lại có thể không một chút cấm kỵ tại nhân gian đến thế? Đợi bọn chúng đến gần rồi đạo cô lên tiếng. Ngươi là ai? Tên thủ lĩnh âm binh hỏi. Bần đạo Khương Tuyết Dương. Nghe đạo cô báo ra danh hiệu, tên thủ lĩnh liền giật mình, hỏi lại lần nữa. Chính là Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo đương thời. Hàng thật, giá thật. Sau khi xác nhận thân phận của đạo cô, tên thủ lĩnh đám âm binh liền lộ ra vẻ mặt do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, hắn vẫn luôn đem theo sát khí để nhìn tôi, chỉ là do sự tồn tại của Khương Tuyết Dương khiến hắn kiêng dè không dám nhúc nhích thôi. Bao năm qua âm binh mượn đường ta đã thấy không ít, nhưng phóng túng làm cản như thế này thì quả là lần đầu tiên ta gặp được. Ta thấy cậu thanh niên này tuổi còn trẻ chán, không phải là người sắp tới tuổi phải chết.
Không biết cậu ấy đã phạm tội gì, khiến các ngươi phải đánh trống khua chiêng, thậm chí còn điều động cả Dạ Du thần hỗ trợ. Khương Tuyết Dương cất lời. Tiên cô có điều không biết, hắn ta đã bị điểm mão 3 lần mà không chết, vậy thì tôn nghiêm của Diêm quân phải để đâu? Khi nói đến Diêm vương thì tên âm binh này như lấy lại vài phần sức lực. Ha ha, ha, ta cứ tưởng cậu ta đã phạm tội tày trời gì, thì ra là do phùng 9 năm Diêm vương điểm mão sao? Thế bây giờ cậu ta không chết, chính là nằm trong vòng tuần hoàn của thiên đạo, âm ti trực tiếp nhúng tay vào e là có điều không thỏa đáng nhỉ? Nếu như đã gặp phải ta, chư công hay là từ bỏ ý định đó đi. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của Diêm quân, vẫn mong tiên cô đừng quản chuyện của người khác thì hơn. Tên âm binh kiên quyết đáp. Ngươi hở tí là lôi chuyện tôn nghiêm của Diêm quân ra nói, nhưng lại quên rằng nơi đây chính là nhân giới. Nếu như ta để ngươi đem người đi trước mặt ta, vậy thì tôn nghiêm của đạo môn bản tôn để đâu? Ngữ khí của Khương Tuyết Dương bắt đầu trở nên lạnh tanh. Nói thế, tiên cô đây là kiên quyết bảo vệ hắn. Đích thị là thế. Nghe giọng điệu kiên quyết của Khương Tuyết Dương, tên thủ lĩnh âm binh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên ngựa đưa lính rời khỏi. Thật không ngờ đám âm binh khí thế hừng hừng kéo đến, ra vẻ không giết tôi thể không bỏ cuộc gì đó, thế mà lại bị vài ba câu nói của Khương Tuyết Dương đuổi đi rồi. Tôi càng hiếu kỳ về thân phận của cô ấy hơn, Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo rất nổi danh dưới âm ti sao. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi nói, đừng khách sáo, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Khương Tuyết Dương trả lời, chắc tôi tin, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nếu là ban ngày thì còn dễ giải thích, đây đêm hôm khuya khoắt làm gì có đạo sĩ nào sẽ du phương vậy chứ. Sau này tôi mới biết là cô ấy không có gạt tôi, chuyện này thật sự chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vốn dĩ cô ấy đang ngồi thiền ở ngọn núi gần đó, nhìn thấy có người đang triển thuật hồ mưa gọi gió trong đạo môn, nên đã đến xem thử. Lúc đuổi theo đến thị trấn thì vừa trùng hợp bắt gặp tôi bị đám âm binh truy sát. Thật sự mà nói thì, ngày tháng gần đây, bên cạnh chúng tôi đã đến không ít cao nhân trong đạo môn thì phải. Đám cửu long bị thiên cơ che giấu hơn 100 năm sẽ có biến hóa lớn trong tiết hạ nguyên. Mà hôm đó vừa hay lại là ngày cửu tinh tề tựu ép cung tử vi, rất khó để người ta không liên kết hai chuyện này với nhau. Huống hồ chi đám cửu long vốn là nơi cấm địa được. Phủ thiên sư canh giữ, có liên quan đến thủ đoạn thông thiên của vị đạo sĩ năm xưa, chấn kinh tam giới, hành tẩu thiên hạ. Cậu tên là gì? Người có thể bị Diêm vương điểm mão tận 3 lần không chết, trên thế giới này cũng không nhiều đâu. Đạo cô hỏi tôi, Tạ Lan, cô ấy từng cứu mạng mình, chắc mình không nên giấu giếm thân phận nhỉ? Khương Tuyết Dương đọc tên tôi rồi lộ ra vẻ suy tư lắm. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nghe qua tên tôi, tuy cô không nghĩ ra được gì, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Nếu đổi lại là người bản địa nghe được tên tôi, chắc chắn họ sẽ nhắc đến Hoàng Hà Nương Nương đầu tiên. Có thể là do Khương Tuyết Dương vừa mới đến chỗ chúng tôi, cho nên cô vẫn chưa biết chuyện gì. Hôn sự giữa tôi và Thùy Họa sớm lan truyền khắp chốn âm linh bản địa rồi, ngoại trừ người có xã giao với âm linh biết chuyện. Các vị đạo sĩ ở Huệ Tể Quán có thể cũng đã biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Tuyết Dương, Huệ Tể Quán vẫn chưa đem chuyện này truyền ra ngoài cho những đạo môn khác biết. Tôi thấy hình như đám âm binh đó rất sợ cô. Tôi thốt ra nghi vấn trong lòng. Đám âm binh đó cũng chỉ dám lấy người phàm ra thị uy thôi. Lúc xảy ra chiến tranh giữa âm ti và đạo môn, có lần nào mà không bị đạo binh giết cho tơi bởi hoa lá cành. Đạo binh, tôi thấy lạ rồi hỏi. Ừ, âm ti có âm binh, đạo môn thì có đạo binh chứ sao? Khương Tuyết Dương trả lời, nói thế thì, trên thiên đình cũng sẽ có thiên binh. Tôi lại hỏi, nó đó, tiết hạ nguyên năm nay cửu tinh tề tựu, điểm báo tam giới sẽ hỗn loạn, e rằng một ngày không xa, nhân giới sẽ thấy thiên binh giáng thế thôi. Nói xong câu này, trên mặt Khương Tuyết Dương liền rơi vào trầm tư, cùng những dòng suy nghĩ sâu xa không có lời giải đáp. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 57, Hành Tẩu Thiên Hạ 1. Nghe Khương Tuyết Dương cũng nhắc đến cửu tinh tề tiểu, tôi lại càng hiếu kỳ về việc này hơn.
đang mong cô ấy sẽ nói thêm, ai ngờ cô chả nói gì nữa. Cô ấy không nói, tôi cũng ngại hỏi. Qua một lúc cô ta đưa tay lên bấm quẻ, nhìn tôi nói, toàn bộ âm binh đều rút lui hết rồi, giờ cậu về nhà được rồi đó, tôi cũng nên đi đây. Một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều, tôi trả lời. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tương phùng ắt là có duyên. Người rời đi trước là cô ấy, bóng lưng thanh mảnh, kiếm pháp sư đeo trên vai, một bước một trượng, người có võ chỉ phút chốc là không còn thấy tung tích. Tôi nhìn tôi còn giật mình chứ nói gì ai, xem ra đám âm binh đó kiêng dè cô cũng không phải không có lý do đâu. Trên đường quay về, không lâu sau tôi đã gặp được sư mẫu, đầu tóc rối bời, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì đuổi theo tìm tôi. Nhìn thấy tôi không sao, sư mẫu thở phào nhẹ nhõm, thở dốc hỏi tôi, âm binh đâu rồi? Trời ơi mẹ ơi, để ta thở cái đã, bị một vị đạo cô đuổi đi hết rồi. Tôi trả lời, đạo cô ấy bảo mình tên là Khương Tuyết Dương, Khương Tuyết Dương của toàn chân giáo. Sư mẫu tôi lộ ra một vẻ mặt kính nể. Tôi gật gật đầu, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện của Khương Tuyết Dương đuổi đám âm binh kể hết cho sư mẫu tôi nghe. Rồi tôi hỏi sư mẫu bộ Khương Tuyết Dương nổi danh ở âm ti lắm hay sao, cô ấy có lai lịch gì vậy? Đâu chỉ là nổi danh, mà là quá nổi luôn á. Cậu có nghe qua hành tẩu thiên hạ trong đạo môn rồi đúng không? Một trăm mấy năm trước vị đạo sĩ đó chính là hành tẩu thiên hạ của phủ thiên sư, mà Khương Tuyết Dương này chính là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo đấy. Sư mẫu tôi nói, thật không thể ngờ, lai lịch của Khương Tuyết Dương lại lớn như thế. Danh xưng hành tẩu thiên hạ này có nghĩa là mặt mũi của đạo chính thống và môn phái, cho dù bản lĩnh không phải là cao nhất, nhưng cũng sẽ không thua kém gì trưởng môn đâu. Vị đạo sĩ hơn 100 năm trước, đến cả trưởng môn cũng không phải là đối thủ của người đó cơ mà. Toàn chân giáo chính là một trong năm đạo chính thống lớn, hành tẩu thiên hạ của họ chắc chắn không thua kém đạo hạnh của các giáo phái khác. Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại là một đạo cô trẻ tuổi đến vậy. Trên đường trở về, sư mẫu đã kể tôi nghe câu chuyện truyền kỳ của đạo môn có liên quan đến Khương Tuyết Dương. Chuyện kể rằng vào một năm nọ Khương Tuyết Dương đến núi Trường Bạch để tìm thảo dược, khi dừng chân tại một cái thôn lại gặp phải xà tiên tác quái. Núi Trường Bạch ở tại Quan Ngoại, người xưa có câu Phật phương Nam, tiên phương Bắc, hồ hoàng bất độ sơn hải quan. Núi Trường Bạch là địa bàn của giã tiên, thông thường đạo môn nhân sĩ ít khi bước chân đến nơi này lắm. Khương Tuyết Dương nhìn thấy cô gái bị xà tiên dằn vặt đến không ra gì nữa, trong lòng liền phẫn nộ, lập tức bố trận ép xà tiên ra ngoài. Sau khi xà tiên hiện thân, không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn chửi Khương Tuyết Dương lo chuyện bao đồng, nói Quan Ngoại được cai quản bởi Hồ Tam Thái gia, không đến lượt một đạo cô như cô nhúng tay vào. Tính tình xà tiên tả đê, âm nhất, nhìn thấy Khương Tuyết Dương dung mạo xinh xắn, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên cô, nó phun một ngụm khói vào mặt. Ngụm khói này của xà tiên không phải dạng vừa đâu, cho dù là trinh khiết liệt nữ cũng không thể nào chịu được. Tuy rằng khi đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa hành tẩu thiên hạ, nhưng dù sao cũng là đệ tử xuất thân từ đạo chính thống lớn, sao mà có người dám sỉ nhục cô ấy như vậy chứ? Thế là cô không nói thêm lời nào, rút kiếm pháp dự ra chém xà tiên thành 10 khúc. Nghe tin xà tiên bị giết, mọi người trong thôn muốn khóc ròng luôn, liền kéo tay của Khương Tuyết Dương đến miếu xà tiên để thỉnh tội với lão tổ xà tái hoa. Trong 73 đường giá tiên tại Quan Ngoại, thường tiên sát khí nặng nhất, lĩnh binh quan ở miếu đường đều là đệ tử của thường tiên, mà xà tiên và thường tiên lại không phân chia nhà cửa. Khương Tuyết Dương đã giết con cháu của xà tái hoa, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như bang thường tiên ra mặt, e là nguyên cái thôn sẽ gặp tai ương mất. Khương Tuyết Dương vốn có thể phủi tay rời đi, với sức mạnh thần thông của cô thì đám thôn dân đó căn bản không ngăn cản cô được. Nhưng đạo sĩ tu hành lại coi trọng nhân quả nhất, cô cũng biết bản thân giết xà tiên thì đã dính phải nhân quả rồi, chuyện này cô ấy giải quyết vẫn hơn. Thế là cô liền đi theo thôn làng đến trước bài vị của xà tái hoa. Sau khi vào trong, đám người đó bảo cô phải khấu đầu với xà tiên trước. Nói tới đây, sư mẫu quay qua hỏi tôi, cậu đoán xem cô ấy có khấu đầu không? Tôi ngẫm nghĩ một hồi, Khương Tuyết Dương đuổi được đám âm binh oai phong như thế,
liền trả lời rằng không khấu. Chật lất, cô không nói lời nào liền lập tức khấu đầu hẳn ba cái luôn. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 58, Hành Tẩu Thiên Hạ 2. Kết quả này thật sự khiến tôi không tưởng, tuy nói đạo sĩ tại quan ngoại không có sức ảnh hưởng lớn như dã tiên. Nhưng toàn chân giáo của đạo môn đâu phải đám yêu tinh quỷ quái này muốn tùy ý xỉ nhục là xỉ nhục được đâu. Nếu như người cô khấu đầu là Hồ Tam Thái Gia thì không có gì để nói, bởi vì Thái Gia trong đạo giáo cũng có bài vị hộ pháp, mà gã xà tái hoa này được tính là thần thánh phương nào đây. Tiếp theo sau đó lời nói của sư mẫu đã giải được những thắc mắc của tôi. Bà nói khi Khương Tuyết Dương khấu đầu xong, bài vị của xà tái hoa nổ tan nát ngay lập tức. Vẫn chưa xong đâu nha, sau khi bài vị của hắn nổ tanh bành, tất cả những con rắn trong thôn đều bỏ chạy vào núi cùng một lúc. Khi ấy đang là mùa đông, đáng lý là mùa ngủ đông của loài rắn, trên đường nhảy xào không biết đã cóng chết biết bao nhiêu con rắn luôn. Lần này thì thôn dân ai nấy đều xem đần hết người, cũng không lo lắng sẽ bị Thường Nhị Lang trả thù nữa. Ngược lại Khương Tuyết Dương được mọi người lập hẳn cái bài vị để thờ phụng nhang khói. Thời gian đó danh xưng hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo vẫn chưa có người thích hợp. Xảy ra sự việc đó, trưởng giáo liền lập tức đưa Khương Tuyết Dương thượng vị luôn. Hành tẩu thiên hạ, phải có bản lĩnh của danh xưng này. Khương Tuyết Dương ngay cả quan ngoại cũng đi lại như thường. Toàn chân giáo ngoại trừ cô già, còn ai đủ tư cách nhận danh xưng hành tẩu thiên hạ này cơ chứ? Tiết Hạ Nguyên đã gần ngay trước mắt, bây giờ Khương Tuyết Dương cũng đã có mặt, sợ là không bao lâu nữa, đàm Cửu Long sẽ trở thành nơi Phong Vân Tế Hội mất. Bí mật ẩn giấu hơn 100 năm, cũng đã đến lúc lộ rõ chân tướng rồi. Nói xong, sư mẫu tôi liền cảm thán một hơi. Vậy rốt cuộc đàm Cửu Long đã ẩn chứa bí mật gì vậy nhỉ? Dựa vào những manh mối tôi đã biết, trong đàm Cửu Long có xác rồng, phía sau xác rồng còn có sự thần bí gì đang tồn tại. Phật gia đã từng nhìn thấy nó, còn vì nó mà xém chút là hỏng luôn cặp mắt. Còn có hài cốt còn sót lại của Hoàng Hà Đại Vương, nói không chừng oan hồn của họ vẫn còn quanh quẩn dưới. Đó, đàm Cửu Long còn có liên quan đến thân thế của tôi, bởi vì Bạch Lão Quỷ nói nếu như tôi muốn biết thân thế của bản thân thì phải dùng phân thủy kiếm đích thân xuống đó một chuyến. Ngoại trừ thân thế của tôi, dưới đàm Cửu Long còn có sai lầm tày trời mà vị đạo sĩ ngày xưa gây ra. Tôi không nghĩ ra đó là sai lầm gì, mà có thể khiến hành tẩu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt phải dùng tính mạng của mình để bù đắp vào. Tính thời gian thì, âm thân của Thủy Họa còn 2 ngày nữa đã vĩnh cố hoàn toàn. Khi đó chúng tôi đã có thể gặp nhau rồi. Tôi không thể giống như lần trước đè nén những thắc mắc này nữa. Khi gặp được cô ấy nhất định tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Về đến tiệm hàng mã, nhìn đống xác của âm binh nheo nhóc trong sân, tôi hỏi sư mẫu tính xử lý như thế nào. Mặc kệ thôi, trời sáng nó tự động biến mất à? Sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn âm ti sẽ không kiếm chuyện với cậu nữa. Nhưng cậu cũng không được lơ là thiếu cảnh giác. Khương Tuyết Dương cứu cậu chỉ khiến âm binh càng căm hận cậu hơn thôi. Lần này chỉ là âm binh kéo đến, lần sau có khả năng là quỷ tướng cũng không chừng. Sư mẫu tôi nói, âm binh có chiến lực thấp nhất tại chốn âm ti, phía trên âm binh chính là quỷ tướng. Truyền thuyết kể rằng có đến 36 vị quỷ tướng ở chốn âm ti lận đấy. Trên quỷ tướng một bậc chính là âm soái, có đến 10 vị âm soái tại âm ti. Cao hơn chính là tứ đại phán quan, cộng thêm một vị tuần dương phán quan mới nhậm chức. Thập điện Diêm Vương ở trên phán quan một bậc, tiếp đó chính là ngũ phương quỷ đế, lục đạo cai quản giám sát và cũng là chùm cuối chốn âm ti. Thời đại mạt pháp, chư thần quy vị, Diêm Vương chính là chức quan lớn nhất âm phủ. Về phần Phong Đô Đại Đế trong truyền thuyết đã tồn tại trong giới thần tiên rồi, và nó cũng chỉ có thể là truyền thuyết mà thôi. Nghe sư mẫu tôi nói lần sau sẽ đến lượt quỷ tướng đối phó với tôi lại ưu uất kể khổ. Chỉ tiếc là tôi không có chút bản lĩnh nào trong người, lúc nào cũng cần phải có người bảo vệ. Lão Bạch không dạy cho ngươi những kỹ năng đó đều có nguyên nhân cả. Nguyên nhân gì chứ? Tôi và lão đều là âm nhân, cũng chính là bảng môn tà đạo trong miệng của đám đạo chính thống.
lão ta thì lợi hại hơn tôi nhiều. Cho dù không bì được với danh xưng kinh tài diễm tuyệt hành tẩu thiên hạ, nhưng cũng chả thua kém gì nhiều đâu. Tôi cũng từng hỏi lão vì sao không dạy cho cậu một ít để phòng thân. Lão lại nói bằng môn tà đạo chỉ làm lỡ con đường sau này của cậu thôi. Được thôi, thật ra tôi cũng muốn trả lời rằng, nếu như không còn mạng để sống thì nói chi đến con đường sau này. Cấp bậc thấp nhất của âm phủ là âm binh, đối với tôi mà nói nó như tử thần đang tồn tại trong tôi vậy. Nếu như quỷ tướng mà đến, e là chỉ cần trừng mắt nhìn tôi thôi thì cũng đủ tôi ngu mẹ rồi. Nhưng mà, sư mẫu tôi nói bạch lão quỷ có thể sánh ngang với hành tẩu thiên hạ, về điểm này khiến tôi cực kỳ cạn lời. Thầm than, vãn, lão hồ ly này không được đoạt cúp vàng giải Oscar thì quá phí của trời đi. Cậu cũng không cần phải lo sợ về quỷ tướng lắm đâu. Mấy ngày này âm ti bận xử lý việc có liên quan đến nước sông Hoàng Tuyền của phủ thiên sư, quỷ tướng nhất định chưa động thủ được. Đợi lúc quỷ tướng đến thì cậu với Hoàng Hà Nương Nương cũng đã xong xuôi hôn sự rồi. Đến khi đó cho dù bạch lão quỷ không có ở đây, thì cũng không ai dám động vào cậu nữa. Sư mẫu tôi nói, sư mẫu, thủy họa thật sự có thể đánh bại quỷ tướng sao? Tôi hỏi, ha ha, đừng nói là quỷ tướng. Cho dù âm soái có đến cũng chỉ có thể nuốt hận tại Hoàng Hà mà thôi. Các bạn đang nghe truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 59, Mỹ Nhân Trong Nước 1. Nghe sư mẫu nói thủy hỏa lợi hại đến thế, trong lòng tôi hoài nghi nhân sinh thật. Khi vương gia cầu hôn ngày hôm đó, rõ ràng thủy họa đã lộ ra vẻ mặt khao khát đối với Hoàng Hà lệnh. Nếu thật sự thủy họa lợi hại như lời của sư mẫu, chỉ là một tấm lệnh Hoàng Hà nhỏ bé thì chả là cái thá gì đối với cô cả. Vậy thì chỉ có khả năng là hôm đó cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi. Lại là một đêm không về nhà, khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cha mẹ tôi lộ ra vẻ thắc mắc, nhưng tôi không nói gì với họ cả. Đâu thể nói với họ, con trai của ông bà vừa mới bị âm binh đuổi cả đêm chứ. Thật ra thì mấy ngày nay hành tung của tôi cứ xuất quỷ nhập thần, cha mẹ tôi đã bắt đầu nghi ngờ mất rồi. Vương Phương gây ra việc tử đảo lên bờ, gia đình anh tôi lại nuôi thêm tiểu quỷ. Cha mẹ tôi luôn hoài nghi những chuyện này có liên quan đến tôi, dù gì thì ban đầu Huệ Hương tác quái cũng là do tôi dẫn phát mọi chuyện. Chớp mắt thời gian 7 ngày đã trôi qua. Đêm nay chính là ngày hẹn gặp mặt của tôi và Thủy Hỏa, mà đột nhiên mẹ tôi đến tìm tôi để nói chuyện. Lan Nhi à, Hoàng Hà Nương Nương sắp đến nhà chúng ta rồi, con xem trong nhà còn thiếu gì không? Cha mẹ đều là người thường, cũng không biết phương diện này có cấm kỵ những gì. Phải mà bạch lão quỷ còn trong thôn thì còn có ông ta giúp đỡ, giờ ông ấy không ở đây, mẹ cùng với cha chỉ biết luống cuống tay chân mà thôi. Mẹ! Không cần phải làm gì nhiều quá đâu mà. Cô ấy lên bờ để cưới gả, đương nhiên phải dựa theo lễ tiết của chúng ta rồi. Chả phải người xưa có câu, có chồng theo chồng, cưới gì theo đó sao? Tôi đáp lời mẹ, ừ, nói cũng phải. Từ xưa đến nay Hoàng Hà Nương Nương đều là những cô nương số khổ. Nếu như con đã quyết định sống cùng người ta cả đời, thì phải đối xử tốt với vợ mình, nghe con. Mẹ ơi, vợ con lợi hại đến vậy. Cho con 10 cái gan con cũng không dám vô lễ với vợ con đâu ạ. Tôi chỉ nghĩ thế chứ chả dám thốt lời với mẹ. Tâm sự với mẹ được một lúc, bất chợt tôi hỏi mẹ cảm thấy tôi là con người như nào. Tôi muốn biết Thùy Họa rốt cuộc thích gì ở tôi, nguyên nhân nào khiến cô ấy chịu ủy khuất mà gả cho tôi. Còn á, tướng mạo không phải kiểu đặc sắc gì, cũng chả lương thiện như anh trai con. Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nói thế, chính là không có cái gì để các cô gái thích sao? Tôi sụ mặt nói. Có được lòng người ta hay không thì mẹ cũng chả nói rõ được. Củ cải rau xanh mỗi người có mỗi sở thích riêng mà con. Mẹ chỉ biết lúc con còn nhỏ thì không được, vì con quá mưu mô đi. Mưu mô chính là bí hiểm, kiểu như không muốn ai lại gần ý. Nhưng tôi nhớ lúc nhỏ năm nào tôi cũng là học sinh thân thiện đoàn kết hữu ái kia mà, nên tôi đã hỏi mẹ tôi sao lại nói thế. Cái tính mưu mô của con đã ăn sâu vào trong xương máu rồi, sợ rằng chính bản thân con cũng không nhận ra nữa. Con đừng quên là ba tên lưu manh già kia đến bây giờ vẫn còn trốn con đấy. Mẹ tôi cười rồi nói.
lời nói của mẹ khiến tôi nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra lúc nhỏ. Khi tôi còn học tiểu học, có một đợt cha tôi nghiện đánh mặt trược lắm. Mà khi ấy nhà tôi thì nghèo, 5 đồng một tệ cũng cược được nữa, không có chơi lớn như ở sòng đâu, đơn thuần chỉ là chơi cho vui mà thôi. Cha tôi là một người thật thà, những người thường xuyên tìm ông đánh bài sẽ dùng lời nói để lợi dụng ông, kèm thêm mẹ tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhiều khi đùa giỡn có hay quá trớn. Cụ thể tôi làm gì nói gì tôi cũng chả còn nhớ rõ nữa, nhưng lúc đó tôi như bị thần kinh mộng du vậy. Nói chung là từ hôm đó về sau, ba tên đó nhìn thấy tôi sẽ tránh đi chỗ khác các kiểu. Về sau tôi có hỏi cha tôi hôm đó tôi đã làm gì, thì ông nói tôi đã làm gì đâu. Chỉ trừng mắt nhìn đám người đó vài cái thôi à. Đấy là câu trả lời của cha tôi, nhưng ba người đó lại trả lời không giống vậy. Họ nói lúc tôi trừng mắt nhìn họ, ánh mắt đó nham hiểm vô cùng, so với ác quỷ của địa ngục thì còn đáng sợ hơn thế. Những chuyện tương tự như thế cũng xảy ra rất nhiều trong thời thơ ấu của tôi, nhiều khi mẹ tôi thả để tôi tè dầm trên giường. Cũng không muốn gọi tôi dậy để ra nhà vệ sinh là thế, bà bảo dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ của tôi là đáng sợ nhất. Cũng may, dần dần những chuyện lạ lùng này đã biến mất theo năm tháng tôi trưởng thành. Nói đến việc trộm mạng, trong lòng tôi còn rất nhiều nghi hoặc, bạch lão quỷ giấu chuyện này không lộ một tí. Đến cả sư mẫu cũng không biết lão đã trộm mạng của ai. Ai già, tôi nghi ngờ Thùy Họa đã giấu giếm lai lịch của bản thân, nhưng tôi lại biết được bao nhiêu về thân thế của mình cơ chứ. Mạng của người khác thì đến từ lục đạo luân hồi, mà mạng của tôi lại là nghịch thiên trộm đến. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chào mẹ rồi ngưng cuộc trò chuyện, sau đó thì đi đến thôn Hạ Bá. Lần trước tôi đến gặp Thùy Họa, trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng, nhưng lần này lại mang theo vài phần nghi hoặc. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 60, Mỹ, Nhân Trong Nước 2. Nghi tâm sinh ám quỷ, đến cả tượng điêu khắc bằng ngọc cũng không còn linh thiêng như trước, chỉ còn lại một chút ý nghĩa huyền bí khó lường. Gió đêm dịu dàng, nước sông Hoàng Hà vẫn chảy chậm chậm. Cảm nhận sắc đêm tuyệt vời như thế, trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Không còn suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm vào việc đợi âm thân của Thùy Họa. Bất luận cô ấy gả cho tôi vì động cơ gì, chỉ cần cô ấy dám gả thì tôi dám cưới. Hôn sự này là đích thân bạch lão quỷ sắp xếp cho tôi, nhất định lão sẽ không hại tôi. Đợi được hồi lâu, cũng không thấy làn sương trắng bốc lên từ dưới sông, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cô ấy. Tiết Hạ Nguyên gần ngay trước mắt, rất nhanh đàm Cửu Long sẽ trở thành nơi phong vân tế hội. Không chỉ tinh anh từ các đạo môn khắp nơi kéo đến, âm ti cũng sẽ cử cả đoàn người đến đây. Thùy Họa vốn dĩ là âm linh, bản thân âm linh phải chịu sự cai quản của âm ti, còn là dị loại trong mắt đạo môn muốn trừ khử. Không lẽ cô ấy thật sự đã gặp phải phiền phức gì rồi? Chính ngay thời điểm tôi càng lúc càng sốt ruột vì cô ấy, thì mặt nước giữa sông bắt đầu chuyển động, lay vỡ cả mặt sông đầy ảo ảnh. Mặt nước chuyển động càng lúc càng kịch liệt, tôi đang vô cùng ngạc nhiên, thì tùy theo tiếng nước vang dội, bóng dáng của Thùy Họa uyển chuyển trong làn nước. Sau này tôi mới biết, mượn xương trắng hiện thân chỉ là thủ đoạn của âm linh mà thôi, lần này trực tiếp chuyển động trong nước chính là biểu tượng của âm thân được vĩnh cố. Ngay lúc này chỉ thấy Thùy Họa đang nổi trên nước, lộ ra nửa thân trên đến eo, mái tóc đen muôn ướt át ở phía sau đầu. Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ giống như lần trước bước từng bước đến chỗ tôi, nhưng không ngờ lần này cô ấy lại tựa như nàng tiên cá bơi nhẹ nhàng về phía tôi đang đứng. Lụa đỏ trên người cô ấy đã nói rõ mọi vấn đề, trước đó cô ấy không dính một giọt nước nào trên người, bây giờ lụa đỏ đã bị thấm ướt dưới nước, đang ôm sát lên thân thể yêu kiều của cô. Còn có thái độ của cô, trước đây tôi có nhìn thế nào thì cô ấy cũng không để tâm gì. Bây giờ tôi chỉ vừa nhìn một chút đã đỏ ửng mặt, cô ấy nhịn không được đã lên tiếng hỏi tôi, anh còn muốn nhìn bao lâu nữa? Giải thích một chút về xưng hô của hai người này nhé. Trường trước gặp nhau vì Hoàng Hà nương nương vẫn còn chưa cố định âm thân nên vẫn sử dụng xưng hô thời phong kiến. Còn bây giờ sắp về làm vợ người ta rồi mình chuyển sang xưng hô là anh, em. Hết giải thích, tôi thu hồi tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.
Nếu như cô ấy vẫn còn là thiếu nữ Lâm gia bị oan ức mà chết, lúc này tôi nhất định sẽ ôm cô ấy rồi hứa hẹn cả đời. Đàn ông đều có dục vọng bảo vệ bẩm sinh, nhưng Lâm Thùy Họa lại không cần đến sự bảo vệ từ tôi. Khi tôi hỏi sư mẫu Thùy Họa có thể đánh bại quỷ tướng hay không, sư mẫu tôi liền nói, cho dù âm soái có đến thảo phạt cô thì cũng chỉ có thể nuốt hận Hoàng Hà mà thôi. Không còn nghi vấn gì nữa, Lâm Thùy Họa như này đối với tôi mà nói vô cùng xa lạ. Rốt cuộc em là ai? Tôi hỏi lại. Biểu cảm đầu tiên của cô là ngây ra, tất nhiên là không ngờ vì sao lại hỏi mình như thế. Tiếp đó vẻ e thẹn ngại ngùng trên mặt toàn bộ biến mất, cô lạnh lùng nhìn tôi nói, cái này quan trọng lắm sao? Nghe cô ấy đổi giọng, trong lòng tôi càng nguội lạnh hơn rồi. Tại sao lại bịa chuyện để gạt anh? Trận chiến tại Đàm Cửu Long, 8 vị Hoàng Hà Đại Vương đều chết hết. Anh thật sự nghĩ không thông Hoàng Hà Nương Nương chịu oan 400 năm trước làm sao sống đến tận bây giờ chứ? Tôi buồn bực đáp, những gì em từng nói với anh đều là thật, còn những gì em không nói hoặc là chưa nói, bây giờ anh cũng không cần thiết phải biết đến nữa. Tôi không ngờ cô ấy sẽ trả lời tôi như vậy, nhất thời không biết nên hỏi gì thêm nữa. Nhưng nghĩ đến tôi hiện tại sống chết cũng không làm chủ được, cùng với Bạch Lão Quỷ đã cực khổ mưu hoạch hôn sự này. Thân thế của cô ấy tôi có thể không hỏi đến, nhưng có một chuyện nhất định tôi phải hỏi rõ. Em thật sự nguyện ý gả cho Tạ Lan anh làm vợ sao? Ha, ha. Anh cảm thấy Lâm Thùy Họa này sẽ lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn với anh sao? Thùy Họa lạnh mặt hỏi ngược lại tôi. Được, đêm nay theo anh về nhà, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành hôn lễ. Tôi đi ở đằng trước, Thùy Họa đi theo phía sau, dọc đường chúng tôi chả ai nói chuyện với ai cả. Bước chân của cô ấy nhẹ lắm, có nhiều lần tôi muốn quay đầu lại nhìn xem cô ấy có theo kịp tôi không, nhưng tôi đã kiềm lòng lại được. Tạ Lan tôi không thể đảm bảo được sự sống chết của bản thân, nếu như tôi chỉ xem Thùy Họa như ân nhân cứu mạng, đương nhiên tôi sẽ rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà tôi đây là cưới cô ấy về làm vợ, không có người đàn ông nào nguyện ý cưới một người dưng về làm vợ cả, trừ khi là không có ý định cùng cô ấy đi đến cuối đời. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.